Đẹp quá vậy? Dễ thương quá à. Đẹp không? Dễ thương quá không? Ủa đẹp đi không? Chết ớt à. Dễ thương. Dép này mang chắc ba bữa hư đâu. Mẹ nó mai đẹp nè, mai này đẹp nè. Này đâu mai đó, cũng là nhựa đó chứ không phải mai đâu. Nó mô hình thôi. Này mai đẹp quá. Sao nó đặt đôi dép, con đặt đôi dép kia chứ mấy này mà nó giao lộn mẫu, nó nói là nếu không lấy thì con đừng nhận hàng, mà thấy dép này cũng đẹp mà. Lấy luôn. Đẹp con à. Nó giao là 2 3 lần. Nó nói giao lộn luôn hả? Ờ nó nhắn tin con nó xin lỗi xong nó nói thôi để nó có. Đẹp quá. Cứng.